Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh giàu nghèo khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng sẽ gặp được may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối đầu, trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi thời điểm trôi qua, ai trong số chúng ta cũng mong sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là trong tháng 8 âm lịch, gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ có được nhiều may mắn hơn, được ông trời ban phúc đức. Không những may mắn mà tài lộc còn dồi dào, đặc biệt là nửa đầu tháng 8 âm lịch. Mọi người cần phải nắm bắt được cơ hội, không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình. Chắc chắn sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống sẽ bước sang một trang mới. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ luận giải chi tiết là số tử vi của gia chủ. Nội dung đã được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Qua đó, quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ nắm bắt được toàn bộ. Qua đó, quý gia chủ sinh năm Nhâm Tý 1972 sẽ nắm bắt được toàn bộ vận trình tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo. Sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 8 âm lịch năm 2021. Ngày tuổi Nhâm Tý 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ mọi hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn, áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quan xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng, họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất coi trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc, khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, nỗ lực làm việc, đảm bảo cuộc sống được an lành. Tử vi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình Nhâm Tý ổn định nhưng chưa thực sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng trái túi lúc nào không hay. Nhâm Dương Thủy gặp đinh âm hỏa nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bản mệnh có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái sao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến quý gia chủ nản lòng mà còn khiến bản mệnh thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ nên để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mà mình đang có. Nên bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 8 năm 2021 âm lịch, tài lộc bản mệnh không có nhiều biến động. Quý gia chủ có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của tuổi Nhâm Tý không khởi sắc trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó mề phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tý có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bản mệnh lo lắng hơn, sẽ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe. Quý gia chủ nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày, làm thị lực ngày càng giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, người tuổi Nhâm Tý trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bản mệnh, nhưng tất cả đều không thành. Do tính cách của bản mệnh không hòa hợp được với đối phương, bản mệnh cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8 tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch nạp Giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch nạp Giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8 tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch nạp Giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8 tức ngày 14 tháng 9 dương lịch nạp Giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8
tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Nhâm Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.